Người thành công khác người thông thường ở 21 thói quen sau. 1. Luôn luôn học hỏi. 2. Đọc ít nhất một quyển sách mỗi tháng. 3. Thường xuyên ghi chép. 4. Quản lý thời gian thông minh. 5. Chi tiêu và quản lý tài chính một cách thông minh. 6. Làm việc tập trung. 7. Dành thời gian riêng để suy nghĩ và làm việc. 8. Ưu tiên làm những việc quan trọng trước. 9 làm việc thông minh hơn là làm việc nhiều. 10. Hạn chế sử dụng thiết bị công nghệ ngoài giờ làm việc. 11. Biết cách giao việc cho những người có năng lực để họ làm được nhiều việc hơn. 12. Biết nắm bắt thời cơ và đôi khi phải liều một chút. 13. Không hài lòng với sự an toàn của bản thân. 14. Xây dựng tầm nhìn và đi đầu trong lĩnh vực của mình. 15. Tạo dấu ấn để khác biệt với đám đông. 16 không thỏa mãn với kết quả hiện tại. 17. Phân biệt rõ ràng giữa suy nghĩ thực tế và ảo tưởng. 18. Hiểu rõ bản thân và biết mình muốn điều gì. 19. Đặt ra mục tiêu và lập kế hoạch rõ ràng. 20. Rèn luyện suy nghĩ tích cực, nhân cách và tư duy. 21. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và đối xử tốt với mọi người xung quanh.